Nha xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC TV. Thưa quý vị, hôm nay rất hân hạnh cho Tuyết Nha cũng như đài IBC đã được tiếp chuyện cùng với ông Jay Chen đang tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang địa hạt 45 cũng như là ông Doãn Hưng đại diện cho ông Jay Chen ngay tại phim trường của đài IBC TV hôm nay. Vâng, Tuyết Nha xin kính chào ông Jay Chen và xin ông gửi lời chào và giới thiệu đến cho quý khán giả của IBC TV và cũng xin chào ông Doãn Hưng ạ. Xin kính chào quý vị khán giả của đài IBC. Jay, can you say hello to the audience and introduce yourself? Yes, xin chào quý vị, tôi là Jay Chen. My name is Jay Chen and I'm a lieutenant commander in the Navy Reserves serving with 7th Fleet and a school board member and the son of Taiwanese immigrants, father to two little boys. Wow. And my parents are both Buddhist and I'm running for Congress in California's 45th Congressional District. I have served in the military for 12 years, serving on the Korean Peninsula, and I also was fighting ISIS in the Middle East as part of Operation Inherent Resolve. And I have also worked in the business world as well, and I look forward to representing the people of the 45th Congressional District. Xin kính chào quý vị. Tôi là Jay Chen, tôi là thiếu tá dự bị của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Tôi cũng là một cái ủy viên của Đại học Cộng đồng. Tôi là một chủ của một doanh nghiệp nhỏ và tôi là ba của hai đứa con, hai cậu con trai. Bố mẹ tôi cũng là những người Phật tử và cũng đã từng đi chùa. Chúng tôi thường hay đi chùa Tây Lai ở trên Los. Tôi bắt đầu phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2010. Chúng tôi đã chiến đấu ở cả Trung Đông lẫn châu Á để chống lại cả của Cộng sản và các cái lực lượng khủng bố ISIS. Hiện nay chúng tôi đang tranh cử vào địa hạt 45 của dân biểu liên bang của trong đó có bao gồm khu vực Little Sài Gòn. Dạ. Như vậy thì ông làm thiếu tá công báo trừ bị của Hải quân Hoa Kỳ nè, rồi cũng là thành viên của hội đồng giáo dục Đại học Cộng đồng tại Mount San Antonio Community College. Also là cũng là chủ nhân doanh nghiệp nhỏ rồi đang tranh chức dân biểu liên bang địa hạt 45. Thì ông có thể chia sẻ lý do tại sao mà ông lại ra tranh chức vụ này? Yeah. Yeah. Well, I feel like we are at a very pivotal moment in our country's history. We have nothing less than the fate of democracy at stake. It's important that we elect people who are going to protect our democracy. So many people left Vietnam or left Taiwan for a better life in America, for the chance to make their own future. And we saw that disappear, almost disappear, when rioters almost took over the Capitol. So instilling a respect for the Constitution and for our government is important. And also, I'll mention that we just got out of the pandemic, and there are too many politicians that are bickering back and forth instead of working for the people. And I've worked in the military for 12 years. I think it's important that we set aside our differences, just like we do in the military, and work together to accomplish the mission, which is to help the American people. Yeah. Trước tiên là tôi muốn nói là tôi tranh cái vị trí dân biểu liên bang là vì lý do đầu tiên là tôi yêu cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Tôi cũng như là một người di dân Đài Loan, cũng như rất là nhiều quý vị Việt Nam gốc Việt cũng là người đã trốn chạy khỏi chế độ cộng sản. Chúng ta vô cùng yêu dân chủ, và khi mà chúng ta thấy cái ngày 6 tháng Giêng mà cái sự bạo loạn đã định cướp đi cái nền dân chủ của Hoa Kỳ thì làm cho tôi rất cảm thấy là tôi phải có nhiệm vụ để giữ gìn cái nền dân chủ đó. Bên cạnh đó thì qua cái cơn đại dịch, quý vị cũng có thể thấy là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang gặp rất là nhiều cái trục trặc, và chúng ta cần một cái người dân biểu liên bang biết lo cho cư dân, biết phục hồi những cái khó khăn cho cư dân sau mùa đại dịch, làm cho kinh tế phát triển trở lại, chặn lạm phát, chứ không có đặt cái quyền lợi của đảng phái lên trên hết. Trong cái khi phục vụ trong hải quân, tôi học được một điều là bất kể tôi là người đảng dân bạn, tôi và đồng đội là dân chủ hay cộng hòa, tôi đều đặt một mục tiêu là phục vụ tổ quốc lên trên hết. Và tôi khi tôi vào trong dân biểu liên bang, tôi cũng sẽ làm một điều tương tự. Thank you. Vậy thì với những cái kinh nghiệm cá nhân nào mà ông cho là quan trọng nhất trong vai trò đại diện cho cư dân gốc Việt tại Quốc hội, cũng như là con trai của một di dân Đài Loan, ông cảm thấy điều này mang đến những khó khăn hay là thuận lợi trong công việc dấn thân vào dòng chính Hoa Kỳ, thưa ông? With what personal experience you think that this is the most powerful for and important for you to be successful as a representative for our community in the Congress?
And as the son of Taiwanese immigrant, how do you feel that is it difficult or advantage for you to be in the Congress? I think there are two experiences that are most important. Number one is I've served my country for 12 years as an intelligence officer with a top secret security clearance, confronting communist threats in the Korean Peninsula as well as terrorist threats in the Middle East. So I know how to set aside partisan differences and work together to accomplish the mission. Number two, I would say my experience as a school board member, you know, I had a chance to go to Harvard. I now do admissions interviewing for Harvard University, and I want to make sure that all students in the Vietnamese community have a chance to go to a great school. Now, in terms of my my Taiwanese background, I think that's a great asset because, like many, you know, Taiwan faces a threat from China just like Vietnam does. And I understand that personally because my grandfather still lives in Taiwan. And so I want to make sure that we're fighting to protect democracy in Taiwan and fighting for human rights in Vietnam. And I also want to make sure, you know, here we have a lot of small businesses in Little Saigon, that we are fighting to make it easier for small businesses to succeed. I'm a small business owner myself in real estate. And I also want to make sure that we are pushing back against the anti-Asian hate that we have seen. Yeah. Far too many people are trying to promote anti-Asian hate, and that's very, very dangerous. Yeah. Kinh nghiệm thứ nhất đối với tôi nghĩ là quan trọng, đó là như tôi nói là tôi đã từng phục vụ hơn 10 năm, 12 năm trong cái quân ngũ của Hải quân Hoa Kỳ. Đó là cái điều tại sao chúng tôi biết là cái nhiệm vụ của tôi là luôn luôn đặt tổ quốc và cư dân lên, đồng bào lên trên hết. Yeah. Cái thứ nhì là tôi đang làm việc trong cái ủy viên đại học cộng đồng, nên đó tôi hiểu được cái sự quan trọng của tầm giáo dục, và chúng tôi biết được cái sự giáo dục nó quan trọng đối như thế nào đối với các gia đình Việt Nam. Cái thứ ba tôi muốn nhắc tới và về cái vấn đề và một cư dân, là một người con của một di dân Đài Loan, thì tôi có một cái niềm khao khát về dân chủ. Tôi có một cái niềm đồng cảm với các cái cư dân Việt Nam cũng là những người trốn chạy khỏi chế độ cộng sản. Thành ra cái mục tiêu của chúng tôi trong quốc hội là sẽ bảo vệ nền dân chủ của cả Hoa Kỳ lẫn của trên thế giới. Và cũng phải nhắc tới là tôi là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, thì chúng tôi hiểu rất rõ những cái sự khó khăn của những cái cái doanh nghiệp nhỏ của gốc Việt tại Little Sài Gòn, và tôi sẽ có tìm cách để tôi hỗ trợ họ. Vâng, xin cảm ơn ông. Vậy nếu như thắng cử chức dân biểu liên bang địa hạt 45 thì ông sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân trong cái địa hạt 45 này? If you win the election to become a US representative for 45th district, what benefit you will bring to your residents? Well, I think number one, a lot of Vietnamese Americans choose to live in this district because of the great public schools. Mm-hmm. I went to local public schools. Now I serve on a community college board and I do admissions interviewing for Harvard. I want to make sure that we strengthen the great public schools here. Keep the politics out of the classroom. Mm-hmm. Make sure that outsiders are not trying to dumb down our education. I think there's a really big threat of that happening with the politicization of our classrooms, and I want to stop that. Đầu tiên là tôi phải nói đến cái vấn đề giáo dục, tại vì tôi tốt nghiệp từ các cái trường công, và tôi đã tốt nghiệp đại học Harvard, thành ra tôi hiểu được cái sự tầm quan trọng của cái giáo dục. Tôi sẽ mở rộng tối đa cái giáo dục, kể cả giáo dục đại học đến cho tất cả các cái cư dân của chúng tôi. Đặc biệt là tôi muốn loại bỏ cái vấn đề chính trị hóa cái vấn đề giáo dục của hiện nay đang có khuynh hướng là người ta muốn chính trị hóa giáo dục. Tôi muốn loại khỏi cái điều đó ra khỏi cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. I also want to make sure that we are supporting our small businesses. In Little Saigon, so many people operate small businesses. I also have a small business and we need to streamline operations and also bring down the cost of living, bring down inflation, bring down the price of gasoline, bring down the price of prescription drugs. These are all things that you can do with proper legislation. Yeah. Thứ nhì là nói là làm cách nào để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Tôi biết là trong Little Sài Gòn chúng ta có rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ của cộng đồng gốc Việt. Chúng ta phải tìm mọi cách để thúc đẩy tăng trưởng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tăng trưởng. Chúng ta phải tìm cách làm giảm giá, chống lạm phát đối với là những điều ảnh hưởng trực tiếp tới cả cư dân lẫn các doanh nghiệp nhỏ. Tôi sẽ cố gắng để làm cho giá của xăng dầu giảm và sẽ tìm cách để mà làm cho cái cơ sở hạ tầng của nền kinh tế và vấn đề vận tải nó có thể được tốt hơn, và đó là một trong những cách để mà làm giảm lạm phát.
And then finally, I would say gun violence is a major issue in our society. We have too much gun violence, and I'm going to do everything I can to make sure that we get assault weapons off our streets and that our kids stay safe in the classroom. Yeah, và một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh đó là vấn đề về an toàn súng đạn. Chúng ta đã thấy được Hoa Kỳ đã quá khủng hoảng trước biết bao nhiêu việc thảm sát súng đạn ngay cả trong trường học. Nếu tôi là dân cử quốc hội thì chúng tôi đầu tiên là tôi sẽ tìm cách loại bỏ các cái loại súng trường sát thương ra khỏi thị trường súng đạn của Hoa Kỳ, và chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ cái sự an toàn cư dân trước cái vấn đề súng đạn, đặc biệt là trong trường học của các con em chúng ta. Okay, your final message to IBC TV. Yes, and so to the voters, I just want to thank you for taking the time to learn about me. This is such an important race, and the Vietnamese community contributes so much to this congressional district. I have really enjoyed getting to know about the Vietnamese culture. I participated in the Tet Festival, Vu Lan, Buddha's Birthday, Mother Goddess Festival, and Mid-Autumn Festival. And I look forward to being a fixture of this community and bringing home the resources to you. I also want to point out that you're getting a lot of advertisements. There are a lot of lies being told against me, lies that supposedly that I am a communist. That couldn't be further from the truth. I've served my country in the Navy. I have a top secret security clearance, and my parents are from Taiwan. So it's really important that you do your research, don't believe the lies, and look at what the politicians have actually done and what they plan to do. So I hope that you will vote. Even if you don't vote for me, it's very important that you vote. Tôi xin chuyển lời đến các cái khán thính giả của đài ABC cũng như là các cái cử tri của địa hạt 45 gốc Việt rằng tôi rất là hân hạnh sẽ được quý vị phục vụ quý vị trong tương lai. Tôi đã tham dự rất nhiều lễ hội của người Việt, ví dụ như là Tết Nguyên Đán, là lễ Phật Đản, ngày Vu Lan, ngày Tết Trung Thu. Tôi rất cảm thấy là cái sự đa văn hóa này của cộng đồng gốc Việt, cái nền gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng gốc Việt rất gần với mục tiêu của tôi. Tôi tin rằng cái sự đa văn hóa là một cái điểm son của cái đất nước Hoa Kỳ này. Tôi muốn nhắc quý vị hãy đi bầu và đi bầu thật đông, cho dù quý vị có không bầu cho tôi cũng như mà cái chuyện đi bầu là rất quan trọng. Và quý vị khi đi bầu, quý vị hãy chọn cái ứng cử viên mà theo cái sự kiến thức của quý vị là họ thực sự là họ có phục vụ quốc gia, phục vụ dân tộc hay không. Bản thân tôi đã có gặp nhiều, rất là nhiều cái chụp mũ nói tôi là cộng sản, nhưng mà tôi là một thiếu tá hải quân Hoa Kỳ, bố mẹ tôi vẫn còn ở Đài Loan. Thì những cái điều đó là quý vị cứ theo cái sự thật mà tìm hiểu về các ứng cử viên. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, vì thời lượng có hạn và chương trình cũng đến đây xin được tạm dừng. Chúng tôi rất là cảm ơn quý khán thính giả cũng như quý cử tri đã đón xem chương trình talk show đặc biệt ngày hôm nay với hai vị khách mời, đó là ông Jay Chen và ông Doãn Hưng. Cũng cảm ơn ông đã chuyển ngữ đến cho quý khán thính giả của đài IBC. Thank you. I know that you are very busy with your schedule but still have time to come here with IBC TV audience. I really appreciate that. Yes, cảm ơn Doãn Hưng rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Thank you.